Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khi người lớn rời mắt khỏi hai đứa trẻ khiến bất cứ phụ huynh nào cũng phải thót tim, lo lắng. Chỉ vì muốn chơi đùa cùng em nhưng chưa biết cách, cô chị đã hồn nhiên ngồi lên lưng em trai đang lẫy để chơi cưỡi ngựa, lăn qua lăn lại trên người em trai của mình. Ban đầu trong phòng có hai người lớn và hai bé. Tuy nhiên, khi người lớn rời khỏi, cô chị đã hồn nhiên ngồi lên lưng em trai đang nằm úp để chơi cưỡi ngựa. Cô bé lắc qua lắc lại trên người em, khiến ai xem clip cũng thót tim. Một lát sau, người bà quay vào phát hiện sự việc, đã hoảng hốt hét lên, rồi nhanh chóng bế bé gái xuống. Rất may, hành động của cô bé không để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đoạn clip một lần nữa nhắc nhở người lớn cần hết sức cẩn trọng trong việc trông nom con trẻ.